Tập đoàn Kido khai sai thuế bị xử phạt chi thu gần 21 tỷ đồng. Theo quyết định số 1350 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Tổng cục Thuế, qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 cho thấy Kido đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Với hành vi này,

Kido phải đóng tiền chậm nộp hơn 1.622 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ thuế tháng 12 năm 2022, gần 143 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử lý về thuế đối với tập đoàn Kido là khoảng 21 tỷ đồng. Kido từng biết đến là cha đẻ của thương hiệu bánh trung thu Kinh Đô. Cuối năm 2014, doanh nghiệp bất ngờ bán thương hiệu này cho đối tác Mondelez. Hiện Kido đang sản xuất kinh doanh chủ yếu bán buôn thực phẩm, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nước uống như kem ăn, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại đồ uống không có cồn, nước khoáng. Sản xuất kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm chế biến dầu mỡ động, thực vật. Về bức tranh tài chính, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Kido xoát xét ghi nhận đạt 564,6 tỷ đồng, tăng 12,7%. Nguyên nhân được phía Kido lý giải là do tại thời điểm lập báo cáo tài chính chưa soát xét, công ty chưa có đủ cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoán lại. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Kido đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Trước thuế, công ty báo lái 755 tỷ đồng, tăng 77% so với nửa đầu năm 2022. Tính tới thời điểm 30 tháng 6 năm 2023, Tổng tài sản của Kido là 12.870 tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm.